Xin chào các bạn, mình là Việt Anh, mình đang hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động và làm đẹp. Hôm nay mình rất là vui được giao lưu chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó chính là vai trò của thực phẩm đối với cơ thể con người. Như chúng ta đã biết, thực phẩm là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể phát triển. Và trong thực phẩm thì có 4 nhóm chính, đó chính là chất đạm, chất béo, chất bột đường và chất xơ, đảm bảo cho cơ thể hoạt động và làm việc hiệu quả. Và chất đạm thì chứa từ 10 đến 20% trong cơ thể nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng. Đạm giúp hình thành nên cấu trúc cho cơ thể, duy trì và sửa chữa các mô tế bào của cơ thể và giúp cho điều hòa, chuyển hóa nước và cân bằng kiềm toan. Thứ ba là đạm là một thành phần quan trọng để tạo nên hormone và các enzyme của cơ thể chúng ta. Và thứ tư là đạm tham gia vận chuyển vào các chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta. Thứ năm đó là đạm giúp tổng hợp lên kháng thể, giúp cho hệ miễn dịch hoạt động được hiệu quả. Và thứ sáu và rất quan trọng đó chính là đạm cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động hàng ngày. Và hiện nay thì chúng ta đang sử dụng đạm từ các nguồn, đó chính là đạm động vật, đạm thực vật và đạm bổ sung. Đạm động vật có trong các loại thực phẩm giàu đạm, ví dụ như là thịt cá, trứng, sữa và các cái chế phẩm từ sữa. Thực vật thì còn có các cái thực phẩm như các loại hạt giàu đạm, các cái loại rau xanh. Ba đó chính là nguồn đạm bổ sung, là từ cái nguồn đạm đã được tinh chế từ các nguồn nguyên liệu để bổ sung cho cơ thể hàng ngày. Thực tế hiện nay thì chúng ta đang phải đối mặt với một vấn nạn, đó chính là thực phẩm bẩn tràn lan, không rõ nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nuôi trồng đến khâu chế biến và khâu sản xuất. Vậy thì một bài toán đặt ra đó chính là làm thế nào chúng ta chọn được một nguồn đảm bảo cho sức khỏe mà vẫn cốt lõi của một loại đạm chất lượng để phù hợp cho cơ thể, để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta phát triển hàng ngày. Chính vì vậy nên hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một sản phẩm đạm bổ sung, đó chính là Protein All Blend của nhãn hàng Nutrilite. Đây là một loại đạm chất lượng cao bổ sung cho cơ thể. Loại đạm này thì được chiết xuất từ đậu nành, lúa mì và đậu Hà Lan. Nhãn hàng Nutrilite là một nhãn hàng dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng số 1 thế giới, sở hữu 3 cái nhất, ra đời lâu nhất từ năm 1934 và sở hữu 3 nông trang hữu cơ duy nhất trên thế giới và có doanh số bán hàng cao nhất, được nhiều người sử dụng nhất. Đạm thực vật của Nutrilite này được sản xuất từ những hạt đậu nành phân lập không biến đổi gen, khắc phục được nhược điểm của đạm động vật có rất nhiều cholesterol, chứa lacto và các chất béo bão hòa. Đó chính là nguyên nhân để gây ra các bệnh béo phì này, bệnh tim mạch này, bệnh gút này, rồi tiểu đường này, rồi các bệnh ung thư. Thực vật này thì lại khắc phục được tất cả những cái điều đó. Và đạm thực vật này thì chứa không chứa lacto này, ít cholesterol và ít chất béo bão hòa. Vì vậy là rất là phù hợp với những người có mỡ trong máu cao, những người có chế độ ăn thiếu đạm và những người mà bị nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mắc bệnh béo phì. Đạm thực vật chất lượng cao có rất là nhiều ưu điểm như vậy rồi, nhưng để làm rõ hơn về khả năng chữa lành và xây dựng nên các tế bào trong cơ thể thì Việt Anh sẽ làm một ví dụ minh họa nho nhỏ để cho mọi người thấy được là khả năng tự chữa lành các cái tế bào ở trong dạ dày của những người bị đau dạ dày đối với đạm thực vật Nutrilite như thế nào. Và đạo cụ của mình sử dụng gồm có một chiếc cốc để tượng trưng cho dạ dày của cơ thể con người và một miếng chanh có chứa rất là nhiều axit để tượng trưng cho nồng độ axit ở trong dạ dày của chúng ta. Đây là chiếc cốc tượng trưng cho dạ dày chúng ta. Trong dạ dày thì có nước đúng không ạ? Thì Việt Anh sẽ rót vào đây một ít nước ạ. Và trong dạ dày của chúng ta sẽ có axit, thì mình sẽ vắt ít chanh vào đây, tượng trưng cho axit ở trong dạ dày. Và mình có cái tấm giấy chỉ thị màu này, thì mình sẽ đo độ axit ở trong dạ dày của chúng ta. Mọi người thấy không? Trong dạ dày có rất là nhiều axit ạ. Và bây giờ thì mình sẽ san cái cốc nước này ra.
Và đối với dạ dày của bên này mình sẽ sử dụng protein All Blend của Nutrilite để sửa chữa lại các cái tế bào đang bị tổn thương ở trong dạ dày. Và mình lấy một chút ạ. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái giấy chỉ thị màu này để thử khả năng chữa lành vết thương và trung hòa dịch vị axit của protein đạm thực vật chất lượng cao của Nutrilite. Mọi người quan sát ạ. Khi giấy quỳ không đổi màu ạ thì là lượng axit trong dạ dày đã được trung hòa. Và cũng miếng giấy quỳ này thì mình sử dụng sang cái dạ dày bên này là chưa được uống đạm thực vật của Nutrilite ạ. Thì mọi người quan sát ạ. Cái nửa giấy quỳ còn lại ấy, là khi mà gặp axit đã chuyển sang màu đỏ đậm ạ. Tức là khi mà cái nửa axit bên nửa giấy quỳ bên kia đã được bao bọc bởi một lớp protein Nutrilite rồi, thì khi mà dịch vị axit có tiết ra nhiều đi chăng nữa thì là cái lớp tế bào loét ở trong dạ dày này cũng đã được bảo vệ, và hàng ngày thì đều được bảo vệ bởi protein đạm thực vật của Nutrilite, thì cái vết loét này hàng ngày sẽ được sửa chữa dần và khôi phục trở thành một tế bào khỏe mạnh. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đạm thực vật chất lượng cao của Nutrilite ưu điểm vượt trội như vậy, nhưng giá thành thì sao, các bạn có quan tâm không ạ? Một hộp đạm chất lượng cao của Nutrilite này tương đương với 45 muỗng là bằng 45 khẩu phần ăn, và một muỗng bằng 2 lạng thịt bò. Mà 2 lạng thịt bò hiện nay mua ngoài thị trường rẻ nhất cũng là 50.000, 25.000 một lạng. Mà một muỗng đạm thực vật của Nutrilite chỉ có giá 20.000 thôi ạ. Vậy thì các ưu điểm vượt trội, giá thành thì lại vô cùng là hợp lý. Việt Anh đã chọn sử dụng đạm thực vật chất lượng cao của Nutrilite để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Còn bạn thì sao ạ?